Dạ vâng, em Tuấn Hưởng Audio xin kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Và video clip ngày nay cửa hàng Belen bên sóng cho các bác, cũng như là một chiếc âm ly của hãng Lachman có model L540. Và chiếc âm ly được cập bến tại cửa hàng Belen trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhé. Tất cả còn riêng bản tuyệt đối luôn ạ. Và công suất của chiếc âm ly này cực kỳ là gấu các bác nhé, cực kỳ là khỏe luôn ạ. Công suất là 300W rồi ạ. Các bác ghép được rất nhiều các dòng loa châu Âu, đặc biệt là những dòng JB các bác nhé. Các bác ghép những con JB Bass 30 cực kỳ là hay luôn ạ. Cũng như là các bác nào đã chơi qua con Lachman L540 này rồi thì các bác đã biết thì chất âm nó cực kỳ là hay các bác nhé. Các chất âm nó cực kỳ là chi tiết. Mặt là sử dụng với là mặt phay nhôm nguyên khối các bác nhé, màu vàng chanh. Và có rất nhiều các cổng vào của tín hiệu, cổng ăn chơi các bác nhé. Có tép 1, tép 2, tép 3, lai 1, lai 2, ba lăng, tuner CD các bác nhé. Và thường những dòng của hãng Lachman thì hay có chữ hiệu, ký hiệu bằng chữ ký các bác nhé. Và đây cũng có chữ ký là dập chìm các bác nhé. Hãng Make in Japan. Bên này cũng như là cái model của châm ly. Và đây cũng có cái ký hiệu của hãng các bác nhé. Và đây cũng như là lưu tôn chỉnh bát tép. Các bác khi bác là nghiêng về bên phải thì các bác thích nghe tép thì các bác vặn sang bên phải các bác nhé. Còn khi các bác thích bát nhiều hơn thì các bác sẽ vặn sang bên trái. Có chế độ đánh DJ các bác nhé. Và đây cũng như là ba lăng cân loa volume tổng. Và vỏ thì là phần vỏ là sử dụng với là vỏ gỗ các bác nhé. Vỏ gỗ màu nâu đỏ và bên trên nó cũng có với cái tấm lưới tản nhiệt. Tất cả còn rất là đẹp các bác nhé, dì nguyên bản luôn ạ. Và cũng như là chiếc âm ly thì do công đoạn vận chuyển thì có một vết xước nhẹ ở đây thôi. Đấy, khi em quay gần thì các bạn thấy là chỉ bằng một chút móng tay ở đây. Thì có nói chung là ở bên hông bên này thì cũng không ảnh hưởng gì so với độ đẹp của âm ly. Và cũng như là các bác nào không đấy, đằng như đằng trước thì là rất là đẹp các bác nhá, nhưng mà chỉ có một chút ở góc cạnh này thôi. Thì cửa hàng bên em sẽ bán rẻ cho các bác so với vài triệu đồng của rẻ hơn so với vài triệu đồng các bác nhá, so với thị trường. Còn tất cả còn rất là đẹp các bác nhá. Cũng như là các bác nào có chấp nhận thì là cửa hàng bên em sẽ bán rẻ hơn cho các bác vài triệu đồng so với giá của thị trường ạ. Còn tất cả các cầu chân rắc là còn rất là vàng, rất là sáng các bác nhá. Và bên dưới cũng là cổng speaker là cổng cầu loa các bác nhá, AB. Và đây chân cắm đường tai phone đây ạ. Và em xin báo giá luôn của chiếc âm ly của hãng Lachman có model là L540 là cửa hàng bên em đang bán cho các bác với cái giá là 19 triệu đồng các bác nhá. 19 triệu đồng là cửa hàng bên em cũng đã bao gồm phí ship cho các bác rồi đấy ạ. Và các bác cũng đừng quên ấn cho em xin một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để được nhận những video hay là sản phẩm mới nhất của bên em. Và clip ngày hôm nay em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.